Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái combo cầu xăng điện. Cái này là lửa chạy điện và lửa chạy xăng các bạn nhé. Thì bộ này sức chịu tải của nó sẽ tùy thuộc. Đầu tiên là sẽ phụ thuộc vào động cơ và phụ thuộc vào động cơ điện và động cơ xăng. Động cơ điện thì có thể lắp các loại như 2000W, 3000W và 4000W. Sức tải của cầu thì có thể chịu đựng được là 1,5 tấn. Ở đây mình đang nói là sức chịu đựng của cầu các bạn, chứ không phải nói của động cơ. Đấy, khả năng chịu tải cao nhất của cầu là 1500 kg. Cầu thì thuộc dòng cầu to này. Đây, cầu to và có các cỡ như là 80, 90, 1m, 1m1 và 1m2. Tất nhiên là có cả những loại cao hơn nếu như các bạn yêu cầu. Thì bình thường ấy, nó sử dụng dây cần số như xe số phụ thôi. Đấy, phanh cơ, phanh dầu bên em đều có nhé. Thì cái này thì khi các bạn kéo cần số ấy, thì nó sẽ mới hoạt động chức năng của cái cầu xăng. Còn khi các bạn để trạng thái bình thường như thế này, nó sẽ chạy điện. Đấy. Mô hình của nó thì cũng như thế này thôi, sử dụng số lùi bình thường. Bộ này thì các bạn muốn sử dụng số phụ trên cầu các đăng thì các bạn phải sử dụng số phụ ở trên cái bộ số lùi nhé, chứ không lắp được cái số phụ lên trên đầu của cầu là như những cái cầu bình thường. Có nghĩa là các bạn vẫn lắp tầng số mạnh bình thường nhé. Thực chất ra thì chạy xăng và điện thì nó chỉ phù hợp với các bạn làm xe chơi, xe chở hàng vừa vừa thôi, chứ còn nếu chở hàng nặng thì các bạn xác định luôn là dùng xăng hay dùng điện. Đấy, chứ hoặc là thường xuyên là dùng điện các bạn nhé, còn xăng chỉ là phụ những lúc hết thôi, hết ắc quy thôi. Đấy, chứ còn nếu mà bỏ là dùng xăng thường xuyên ấy, xong rồi lại dùng điện thi thoảng ấy, thì nó không hợp lý, bởi vì khi đó là mình lúc nào cũng phải chở một cái bộ ắc quy đi theo, nó rất là tốn xăng. Nhưng chở theo một cái động cơ xăng ấy thì nó nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì các bạn lưu ý là như vậy. Thì còn làm xe chơi ấy, thì kiểu nào cũng được. Đấy. Với những cái hãng xe nổi tiếng người ta sử dụng gọi là 2 bit ấy, thì đa số là dùng pin, thì cái trọng lượng pin nó nhẹ thì nó sẽ không gây ảnh hưởng đến xăng và điện. Đây thì cơ bản cơ cấu về xăng thì nó như bộ xăng bình thường thôi. Cơ cấu về điện thì nó cũng như điện bình thường thôi. Đấy. Đây cần số này. Đấy. Đối với cái dòng cầu này thì nó sử dụng la răng là tim ốc chéo 8-11 các bạn nhé. Đây. Tim ốc là chéo 8-11. Các bạn cứ có bất kể loại la răng nào đều lắp được. Đấy. Để mọi thắc mắc về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ qua 2 số điện thoại mình đang để trên màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.